á, trả lời vụ mà quyết chiến Vinh Bao khi nào đánh mấy giờ đánh mỏi cái miệng luôn á. Trên bàn TV Table nha các bạn, lịch lịch thi đấu bàn TV Table cho các bạn này. Hết trận này đến trận Vinh Bao, hết trận Vinh Bao tiếp một trận nữa rồi đến trận quyết chiến. Rồi các bạn nhớ đón theo dõi nha. Còn giờ thì chúng ta không có giờ cụ thể được, bởi vì chúng ta đánh theo thể thức cuốn chiếu, cho nên là cứ hết trận này đến trận kia, hết trận này đến trận kia. Lê và Quang Duy đang cống hiến cho chúng ta một trận đấu xé gió. Quang Duy xé xong đến lượt Như Lê xé. 10 và 9 ở lượt cơ thứ 8. Trịnh Quang Duy đang có cho mình 1.250. Võ Quang Duy chứ các bạn, thủ này người ta là Võ Quang Duy. Thì có khi mình cũng có ghim cái tin nhắn lên mà nhiều khi các bạn cũng không xem nữa, các bạn cũng hỏi à. Wow, một cú đảo đến từ Như Lê thân sâu quỷ khóc, cái độ chính xác phải nói là trên cả tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng. Nhưng mà Như Lê đang có 11 điểm chứ không phải là 10 điểm nha các bạn. Như Lê đã có điểm số thứ 11 rồi. Đi năm Như Lê cảm thấy chưa đủ, Như Lê đang bồi thêm một cái 4. Anh này vét hết góc thì dư, nên vét cỡ nút 1 là ổn rồi đó. Cảm giác là có cái 5 cho Như Lê nữa rồi. Đừng lon với ông Bi, điểm số thứ 5 cho Bi Bàng. Tổng điểm là 12. Series hiện tại là 12 điểm của Trần Thanh Lực nha mọi người. Còn Best Game đang là Phạm Quốc Thuận, 9 lượt cơ 30 điểm, đạt 3.33. Đó, bắt đầu bắt được bàn rồi, bắt đầu quánh thêm mê rồi quý vị nha. Bắt đầu quánh được bàn rồi thì điểm nó dễ trúng lắm. Sau điểm trúng này thì sẽ lọt qua chạm đỏ, kéo xòe nhẹ. Góc này thì mình thấy tiềm ẩn nguy hiểm. Như Lê không kéo xe mà Như Lê cúp luôn rồi. Cúp trắng, thấy trắng, cúp trắng luôn. Trồng gần, Như Lê trồng gần thì nó khỏe hơn là Như Lê trồng xa. Lấm, điểm số thứ 7 rồi. Hello Danh Võ, giải này thua còn cơ hội nha Danh Võ nha. Giải này thua còn cơ hội ở giải Quốc Thuận diễn ra vào 22 tháng 1. Sau đó còn 7-9 triệu thì đành ngậm ngùi nhìn một người nào đó lụm thôi. Tám mà Bi này thì chưa đủ đâu, tám là chưa đủ. 8 còn một hình ba băng con như thế này thì không thể nào mà đủ được. Hướng hướng thì nửa trái ba phê là đẹp rồi, nhưng mà góc này phải đánh cho chính xác bởi vì đỏ nằm ở gần băng dài, góc trúng cũng tương đối hẹp. 9 cho Như Lê. Nếu Như Lê cứ giữ đà phong độ này thì chắc chắn Quang Duy sẽ phải gặp một cái núi khó khăn. Trước mắt là anh buộc phải chuẩn bị giải lao rồi. Và khi giải lao vào thì sẽ còn rất nhiều công việc để làm. Như Lê vẫn chưa chịu dừng. 10 rồi nha.
Ok, cu tôm vlog. Anh sẽ cố gắng bình luận nhiều vô để cho em về dậy ngủ trưa nha. Mà nếu vậy thì chỉ cần canh buổi trưa bình luận rồi, chỉ cần gì phải bình luận nhiều em. Em chỉ có nhu cầu ngủ trưa thôi chứ em đâu có nhu cầu ngủ ngày đâu đúng không? Khi nào em có nhu cầu ngủ ngày thì anh bình luận nguyên ngày luôn cho em ngủ. Sập dứt điểm rồi, 11 rồi. Trời ơi, Như Lê đã bắt đầu thấy được thanh lực với hình bi này. Và Như Lê chuẩn bị thấy luôn ông boss Phúc Thịnh với năm chai luôn, với series 15 có hay không đây. Hình này không biết là Như Lê có ham gài hay không. Như Lê trúng thì nó đơn giản quá rồi. Đây, gài hình này coi bộ hơi khó nha. Gài hình này coi bộ không ngon lắm rồi nha. Chu cha, hình này xử lý sao đây, múa nữa rồi. Múa này mà xui xui trúng mỏng 1 phần 3 trái đỏ, nó xuống băng dưới cái nó lòn luôn, cũng cắn lưỡi luôn. Múa này là phải tán dây, đi trực tiếp vô góc dậu hoặc là đi tán sang ngang luôn. Hay chờ đợi pha xử lý đến từ Nguyễn Như Lê, liệu có mang điểm về cho anh hay không? Xin chào, ok man. Rồi, như vậy là chỉ dừng lại ở con số 12 với Nguyễn Như Lê. Thanh lực cũng có thể phân nào đó thở phào nhẹ nhõm cho đến thời điểm này thôi. Có hai yếu tố chúng ta cần nói đến là thứ nhất là thanh lực đã vào 16, còn Như Lê còn đang chập chững ở vòng ngoài. Cho nên là thanh lực được quyền thở phào nhẹ nhõm với series 12 điểm vừa rồi của Nguyễn Như Lê.